Dạ dạ Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan. Thì à, hôm nay ở clip à, bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình à, một cái mặt hoa à, chốp à, rất là đẹp nha các cô chú anh chị, rất đẹp. Đây là cái mặt hoa à, đỉnh nhất của các dòng chớ, chuồng chớp. Đây là chuồng ớt nha các cô chú anh chị. Chuồng ớt. Đó, đây là chớp chuồng ớt đây là cái mặt hoa đỉnh nhất trong các dòng à, dòng chuồng à, đỉnh nhất luôn đẹp nhất và giá là cao nhất à, một cái mặt hoa cực kỳ xuất sắc nha các cô chú anh chị cực kỳ xuất sắc số điện thoại của hoa lan quang minh là 0908 846 804 địa chỉ của hàng ở phường 7 thành phố tân an long an à, và đây đây là cái hình cây thực tế mà em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình À, ở clip bán hàng ngày hôm nay thì à, ngày hôm nay em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 6 cái mã số nha các cô chú anh chị 6 cái mã số chuồng ớt đây là đầu tiên đây là mã số 1 nè. 1.600k 1.600k thì tình trạng là cái cây này á, là bị sâu ăn à, hai cái lá hai bên à, cây rất là khỏe nha các cô chú anh chị chỉ có xấu mỗi cái cây, cây là bị sâu ăn thôi à, thì à, nhìn vô thì, thì chưa thấy cái mắt còn lại lên nhưng mà cái mắt cái mầm gốc thì đang lên rất là khỏe rễ đang xuống rất là ok nha các cô chú anh chị à, rễ đang xuống rất là ok cây này cũng được khoảng tầm ở 10 13 xăng là các cô chú anh chị để em đo các cô chú anh chị mình xem nhé đúng rồi cây này cây này hồi nãy phóng đại mà nó cũng trúng 13 xăng luôn đúng 13 xăng luôn các cô chú anh chị 13 cm đó 13 cm cho cái thân mẹ còn cái mầm gốc là 4 cm nè. Đó. Cái mầm gốc là 4 cm nha các cô chú anh chị. Đây là mã số 1. Mã số 2 nè các cô chú anh chị, mã số 2. Mã số 2 cũng 1.600k. Mã số 2 1.600k thì uh, tình trạng cây thì cũng đang lên một cái mầm gốc rồi. Mà bên kia cái mầm còn lại thì chưa thấy uh, định hình. Đó. Chiều dài uh, thì 15 cm. Đó. Chiều dài là 15 cm do là cái cây cây nó còn hơi non mà tách chiếc á, nên là nó rớt á, một vài lá các cô, cô chú anh chị rớt một vài lá à, Thì chúng ta nuôi lại ngon lành cành đào thì cây nó sẽ khỏe lên ha cây này thì hơi ốm tí tiếp tục là mã số 3 các cô chú anh chị mã số 3 nè 1600k chuồng ớt 1600k chuồng ớt luôn ừ. Thì tình trạng cây này à cây này cũng đang lên một cái mầm gốc các cô chú anh chị em đang soi kiếm thêm mầm gốc nữa mà cũng chưa thấy định hình lên đây là hơn 11 xăng nè đó. cái 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 thân chuồng ớt này là hơn 11 xăng đó, đó là em bán ba cái mã số đầu tiên là đồng giá là 1.600k còn ba cái mã số sau là 456 thì đồng giá là 1.400k À, cây nó hơi xấu tí thôi chứ không có gì cả 13 xăng nè à, Còn đúng cái lá à, Các cô chú anh chị mình xem à, Rễ thì đang xuống nè à, Mầm gốc thì nó đã u u rồi à, Em thấy cái mầm gốc này Chỗ này là đã u u rồi nè Là chuẩn bị lên mầm gốc à, Cây mẹ thì nó không được uh, mướt mát lắm Nên là bán 1.400k à, Còn đúng cái lá Nhưng mà nó không sao các cô chú anh chị Rễ nó đã xuống rồi thì mầm gốc nó đang chuẩn bị lên Là ok rồi rồi tiếp theo đây là mã số 5 nè à, Mã số 5, mã số 5 1400k thì cái cây này Là đang lên một cái mầm gốc nè các cô chú anh chị mình theo Đó một cái mầm gốc rễ thì đã xuống à, chậu rồi Cái cây này chỉ đo tượng trưng chứ cái chiều dài của nó đang cong rồi, không đo chính xác được 7cm nè các cô chú anh chị 7cm Đó mà nó mà kéo thẳng ra đo thì nó cũng khoảng tầm 8 cm á. Đó. đó, tình trạng lá nè. Đây không biết nó chấm chấm một hai chấm cái gì đó em Không biết, nữa hôm nay cũng 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 xịt tùm lum thuốc. Đó. Đây là mã số 5, mã số 6, mã cuối cùng. Mã số 6, mã số 6 đây thì rễ cũng đang xuống nè các cô chú anh chị, rễ đang xuống ngon lành còn hai cái lá mầm gốc mầm gốc thì chưa 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 thấy tượng chắc cũng đang chuẩn bị lên luôn các cô chú anh chị tại trong một cái đợt nhẹ vậy thì nó đã lên thì nó lên trên lệch nhau vài ngày thôi cây này là hơn 11 cm hơn 11 cm rồi nha các cô chú anh chị 1.400k 1.400k thì xin nhắc lại là à đây là chuồng chuồng ớt chuồng ớt nha các cô chú anh chị À, chuồng ớt. Chung giá này em cũng đã hạ giá xuống rồi. À, còn lại là meo 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 thôi. Cặn lắm. À, giá giá này đã là mềm lắm rồi nha các cô chú anh chị. Chuồng ớt. Số điện thoại của Hoa Qua Lan Quang Minh là 0908846804. Địa chỉ cửa hàng ở phường Bãi, thành phố Tân An Long An. À, cô chú anh chị nào mình chưa có mặt hoa này à, thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào mà ở cái khu vực của mình mà không nhận cây được thì cứ chuyển khoản cho em, em nuôi cây chùm cho. Đó, đó, vài tuần sau khi mà hết cái lệnh giãn cách xã hội của chị Thị 16 của chính phủ thì gửi cây. À, cái đó chuyện nhỏ nhưng mà phải chuyển khoản trước chùm em. Rồi cảm ơn các cô chú anh chị.